là đơn vị tác chiến đặc biệt, được giao phụ trách bảo đảm an ninh chính trị tại 9 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang và Tuyên Quang. Sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh. 14 năm qua, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và lập được nhiều thành tích chiến công xuất sắc. Bất kể ngày nắng hay mưa, hàng ngày mỗi cán bộ chiến sĩ cơ động E-24 phải rèn luyện theo quy trình rất nghiêm ngặt trên thao trường huấn luyện để có thể lực và kỹ thuật chiến đấu, đáp ứng những yêu cầu đặc biệt khi có tình huống xảy ra. Mặc dù cường độ luyện tập rất cao, nhưng mỗi cán bộ luôn hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện tốt phương án. Tuy chỉ là một trong những bài tập tổng hợp với những tình huống giả định sát thực tế chiến đấu, nhưng ý chí quyết tâm và tinh thần thép của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc đã không quản ngại khó khăn, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Với chiến sĩ trẻ như Hoàng Đức Nguyện đây, môi trường này đã làm cho em nhiều trải nghiệm và trưởng thành hơn. Đây cũng là năm thứ hai Nguyện đón Tết xa nhà. Tôi đã nỗ lực và cố gắng rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp một phần sức nhỏ của mình để vào công tác phục vụ nhân dân và bảo vệ Tổ quốc. Đóng tại khu vực đặc thù có đường biên giáp với hai nước Lào và Trung Quốc, nên ngoài những giờ học tập rèn luyện trên thao trường, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc còn tổ chức những buổi hành quân dã ngoại ở vùng biên, vùng sâu, vùng xa, nhằm điều tra cơ bản, xây dựng các phương án tác chiến gắn với tuyên truyền cho bà con nhân dân, tham gia công tác phòng chống ma túy, buôn bán người. Công tác tại Trung đoàn được 10 năm, Thượng úy Trần Trọng Vinh chia sẻ về công việc của mình. Không khác gì những ngày thường là tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường biên giới của vùng núi Tây Bắc. Một lần thì đi tuần tra biên giới thì có gặp những đối tượng mà người ta vác mang hát vận chuyển hàng qua biên giới thì đa phần đều là người dân. Thì chúng tôi đều là tuyên truyền và vận động để bà con nhân dân không được làm những cái việc mà vi phạm quy định của pháp luật. Và cũng có nhiều trường hợp là đi gặp phải những cái đối tượng mà buôn bán ma túy qua biên giới thì chúng tôi cũng tổ chức và xin ý kiến của chỉ huy để triển khai lực lượng vây bắt. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ và đặc biệt là những cái lần mà ra quân thực hiện nhiệm vụ như tuần tra các tuyến biên giới như thế này. Và mỗi lần đi thì nó sẽ để lại những cái kỷ niệm nó rất là khác nhau. Thật ra là chúng tôi ở đây tất cả là vì mục đích là bảo vệ bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cùng chiến đấu, cùng đón Tết xa nhà, nên những người lính cảnh sát cơ động như Vinh luôn động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, bố trí thời gian về thăm gia đình. Địa bàn đóng quân của đơn vị trải dài qua các tỉnh Tây Bắc, đường đi lại rất khó khăn, hiểm trở. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nguồn cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ ăn uống có nhiều biến động. Nhiều khi, nguồn thực phẩm bên ngoài cũng không rõ nguồn gốc, rất dễ xảy ra mất an toàn thực phẩm nếu không kiểm soát kiểm định, bị lơi lỏng chủ quan. Vì vậy, đơn vị đã phát động phong trào tăng gia sản xuất, chăn nuôi tại đơn vị, nhằm tạo nguồn thực phẩm tại chỗ ổn định, đảm bảo đời sống cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời gắn tăng gia sản xuất với bảo vệ môi trường. Đơn vị cũng có một số cán bộ là lâu năm ở đơn vị, nên là chính vì vậy là chúng tôi thì những người đầu tiên trước khi lên bất cứ một đồng chí nào về đơn vị công tác thì cũng được từng cán bộ hướng dẫn cụ thể về cái cách tăng gia sản xuất, thì trong đó có trồng rau và chăn nuôi cụ thể để các đồng chí biết được cái việc này nó là quan trọng, nó tất yếu để phục vụ chính chúng ta trong công tác học tập và huấn luyện. Gắn bó với đơn vị 13 năm, Thượng úy Lò Văn Sơn thuộc đội đặc nhiệm 1 của Trung đoàn Cơ động Cảnh sát Tây Bắc E24 có 8 cái Tết xa nhà cùng đơn vị. Cũng là bấy nhiêu lần gia đình phải đón Tết mà không có Sơn. Trực Tết ở đơn vị, xa gia đình, nhưng không phải vì thế mà Tết với lính cơ động mất đi không khí của mùa xuân. Sự gần gũi động viên của tập thể, của đồng nghiệp trở thành động lực để những người lính hoàn thành nhiệm vụ. Vào những dịp Tết thì cái đợt ứng trực cao điểm của các vấn đề
tội phạm xảy ra, vấn đề an ninh trật tự, nhiều vấn đề xảy ra, sẵn sàng nổi lên bất cứ lúc nào. Bản thân cùng cán bộ chiến sĩ luôn ứng trực cấp độ cao để nhận nhiệm vụ cấp trên. Bố mất sớm, Sơn trở thành trụ cột của gia đình. Nhưng vì tính chất của công việc nên cậu không thể thường xuyên ở nhà chăm sóc mẹ. Điều đó làm cậu luôn trăn trở sau mỗi ngày dài luyện tập. Tất cả mọi công việc gia đình bản thân đều quán xuyến hết cả. Cũng lo nhiều cái, nhiều thứ, lo Tết này như thế nào, lo mình mẹ như thế nào, cũng bản thân cũng rất nghĩ. Lúc nào cũng nghĩ về gia đình, hầu như nghĩ về gia đình, thương mẹ, một mình mẹ ở nhà cũng lo nghĩ nhiều ấy. Nghĩ về nhà thương mẹ rất nhiều ấy. Công việc vất vả, gian lao, được đón xuân trọn vẹn bên gia đình là điều xa xỉ với những người lính cảnh sát cơ động. Nhưng họ luôn cảm thấy tự hào khi góp một chút nhỏ công sức cho người người, nhà nhà, vui Tết bình an. Được vinh dự khoác trên mình bộ quần áo cảnh sát, bản thân em mong mỏi là sẽ cố gắng hết sức để góp phần một công sức nhỏ bé để cho lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và cho lực lượng công an nhân dân nói chung. Alo, tôi xin nghe. Báo cáo thủ trưởng, rõ. Đối với những người lính cảnh sát cơ động, chẳng có khoảng lặng nào tồn tại quá lâu. Nếu không là việc bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đã định trước, thì cũng bất chợt có lệnh điều động tăng cường cho một chuyến tuần tra. Thường trực tốt, cơ động nhanh, chiến đấu hiệu quả, mục tiêu an toàn. Câu khẩu hiệu của người chiến sĩ cơ động tưởng chừng đơn giản, nhưng là cả một sự hy sinh thầm lặng không đo đếm được. Mùa xuân này, biên giới đã bình yên, nhưng nhiều chiến sĩ không được chung vui cùng bạn bè, cùng sum vầy bên gia đình. Được mệnh danh là những quả đấm thép đối với các loại tội phạm, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ của một đơn vị tác chiến đặc biệt, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc cũng thường xuyên phối hợp với Công an các tỉnh Tây Bắc làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và đấu tranh với các loại tội phạm. Trong những năm qua, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao, đặc biệt là vào dịp chuẩn bị chúng ta đón một mùa xuân mới, Trung đoàn luôn thực hiện tốt công tác rèn cán luyện quân và sẵn sàng ra quân thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đó là 120 cán bộ chiến sĩ của chúng tôi đang tăng cường cho Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Sơn La tham gia tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, trong thời gian này, chúng tôi đang tổ chức cho cán bộ chiến sĩ học tập các nội dung như các đồng chí đã biết là chủ yếu học tập về quân sự, vũ thuật và các dạng phương án tác chiến của lực lượng cảnh sát cơ động. Liên tiếp trong nhiều năm từ năm 2011 đến 2020, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc E24 đã tham gia trấn áp xử lý cái gọi là Vương quốc Mông, tà đạo Dương Văn Minh trên địa bàn một số tỉnh Tây Bắc, đem lại cuộc sống bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc. Phối hợp Công an tỉnh Sơn La đấu tranh thành công với hai chuyên án lớn, triệt phá thành công nhóm đối tượng có nhiều quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội buôn bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tại bản Tà Dê, bản Lũng Xá thuộc xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao và chủ động trong mọi phương án chiến đấu của đơn vị, thì trong những năm vừa qua, đặc biệt là vào dịp Tết này, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn đóng quân như lực lượng công an, lực lượng công đội để làm sao chúng ta nắm chắc mọi tình hình di biến động động của các tội phạm và để chủ động đối phó với tình hình và sẵn sàng triển khai lực lượng để đảm bảo cho nhân dân đón một cái Tết yên bình và hạnh phúc.
Năm 2023, trung đoàn đã phối hợp với công an tỉnh Điện Biên tham gia 206 vụ, bắt giữ 199 đối tượng, trong đó có 24 đối tượng mua bán, 8 đối tượng vận chuyển ma túy. Khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Vào những ngày cận Tết, tinh thần của các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị càng quyết tâm cao hơn. Xác định tầm quan trọng đặc biệt của công tác dân vận đối với các mặt công tác công an, thời gian tới, Đảng ủy lãnh đạo Bộ Tư lệnh sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện các cái chỉ thị, kế hoạch công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đổi mới công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới. Lực lượng cảnh sát cơ động trong cả nước, đặc biệt là các đơn vị đóng quân trên các địa bàn chiến lược về an ninh trật tự, các địa bàn còn nhiều khó khăn, thông tin đến người dân còn chưa đầy đủ, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng điều đó để tuyên truyền, xuyên tạc, lôi kéo và dụ dỗ nhân dân. Chúng tôi sẽ bằng các hoạt động cụ thể là khi dân cần, khi dân khó, có công an để gần dân hơn, sát dân hơn và thực sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng lực lượng cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập được nhiều chiến công thành tích hơn nữa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân trông đợi, tin cậy giao phó. Sẵn sàng ở lại đơn vị, ứng trực, giữ gìn bình yên trong Tết Giáp Thìn. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, những người lính cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm đang ngày đêm tuần tra kiểm soát để nhân dân đón Tết cổ truyền bình an, hạnh phúc.